tay thật lớn dành tặng cho tiết mục múa mở màn hết sức sôi động chiều tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn vũ đoàn Dư Việt. Xin chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất câu lạc bộ Moto Family. Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã có mặt tại sự kiện mừng sinh nhật lần thứ nhất câu lạc bộ Moto Family trong buổi tối ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép đức lời xin được thay mặt cho trung tâm tiệc cưới trần ánh nhà hàng Cầu Treo cũng như những người thực hiện chương trình này gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và cho thân ái trân trọng và đồng nhiên nhất. Kính thưa quý vị, quả là ông trời không phụ lòng người, một cơn mưa hồi chiều nay đã đổ ra. Tuy nhiên thì đã tạnh đúng lúc và không phá vỡ đi không khí rất là nóng và cũng như hân hoan trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả quý anh chị em chúng ta cũng có mặt thật đông đủ tại buổi tiệc mừng sinh nhật ngày hôm nay. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức rất vui được đón tiếp tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị thân mến, nhằm tạo ra một sân chơi vui vẻ, lành mạnh, đầy ý nghĩa cũng như góp phần giao lưu liên thông giữa các câu lạc bộ trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các câu lạc bộ của tỉnh bạn. Ngày hôm nay thì ban chủ nhiệm câu lạc bộ Moto Family tổ chức sự kiện mừng sinh nhật lần thứ nhất và sự có mặt của tất cả